lại phở. Phở lại phở. Tưởng bán bánh gai chứ là gai bán ăn luôn bán đồ đúng rồi. Đấy là cái phố phố cổ, nó không còn tên truyền thống như ngày xưa. Đó là phố đi bán người ăn buồm là bán gì? Bán bán buồm hả? Ăn buồm bây giờ bán con đồ ăn. Bò à. Bò chắc bán đó là chắc còn bộ bịch ở đây uống hả? Bò này là chuyên bán mực nướng buổi tối à, buổi ngày thì bán những cái đồ ngày xưa hàng ngang hàng đào đường thành phố còn bán các bánh kẹo. Thấy bán được rồi mình bán à. Lại cái phố mà truyền thống như ở Thúc Bắc hay là hàng thiếp hàng bạc cũng thì họ vẫn giữ nghề. Chỗ chợ Đồng Xuân là bán đủ thứ đồ ăn rồi không? Vâng, quá đã. Này là gì, bụng nước hả? Đúng rồi. Này nè, bên trái nè. Nó không ra gì chứ ha. Lâu chưa? Ra được 2 ngày. Ra ngoài này đi làm mà đi công tác hay đi chơi? Đi chơi. Đi có ông chị xong rồi đi chơi luôn. Hôm qua là xong rồi, bữa nay là chơi. Trong thể cũng y chang như thì Sài Gòn trống vậy á. Có mấy món nó lạ lạ thôi. Qua này nó sẽ
sau anh rồi. Hả? Bỏ ngoài là xe bé sau anh, sau anh to hơn. Đúng rồi, trong Sài Gòn. Đường phố nó rộng ra hơn. Thực ra lúc này em chỉ có thể đưa anh đi khoảng tầm tiếng rưỡi lượn là có thể hết cả mấy quận luôn. Mấy quận đôi dành luôn. Trong khi tiếng rưỡi chắc đi được phân nửa. Từ bên đây qua bên kia đi được phân nửa đường. Trong đấy em thấy đường phố nó các quận nó rộng. Đây mình có thể đi tầm 15 phút là đã được tầm 2-3 quận. Đấy là đi với cái đường chính ấy. Tại đi làm á, không đi chơi được. Khu ở đây toàn đường một chiều không ạ? Vâng, đường một chiều là nhiều. Chốt 141 liên ngành giữa
giao thông hình sự công an phường mấy đơn vị đấy họ đều tổ chức bắt xe máy ô tô nói chung là vi phạm pháp luật hoặc là đội mũ hoặc là nghi là có vấn đề hàng cấm. Sài Gòn hình như là có một thời gian nó có một có ba cơ động á đứng với công an với lại áo xanh nữa đó là công an quyện công an quận ở bên liên ngành á gọi là chốt 1 mà lại gặp cái chốt 1 đấy thì mọi người sợ hết nhưng mà bình thường công an đứng ngoài đường không sợ đâu. Là trong ngoài này là không có sợ công an đúng không? Ai nhưng về chỗ bệnh rồi. Rồi hát bài nói chung là gặp công an né được thì né, không né được xin hoặc là một số người họ cũng không sợ thật và công an là cũng né trong kia người ta sợ thấy mấy bà mà ninja rồi đó là đi là cuốn là cái gì? Cái phở cuốn là cái nào? Đây là phở cuốn này này. Có cái gì khác? Có nhiều món chiên giòn. Phở xào. Lấy cái phở xào.